bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Khi nói đến nhu cầu của con người, chúng ta thường hay nghĩ đến những nhu cầu vật chất hoặc tình cảm. Tuy nhiên, nhu cầu lớn nhất chính là mối liên hệ với Đức Chúa Trời, Đấng tạo hóa, để khám phá Ngài và ý muốn Ngài cho cuộc đời mình. Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2022, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý tín giả gồm suy gẫm lời Chúa với tác giả Martha Noble có chủ đề Nhu cầu lớn nhất của chúng ta. Khi được hỏi, theo ông thì nhu cầu tâm linh lớn nhất trên thế giới ngày nay là gì? Nhà thần học R.C. Sproul đã trả lời rằng nhu cầu lớn nhất trong cuộc sống của con người ngày nay là khám phá ra Đức Chúa Trời thực sự là ai. Câu phát biểu này thật rất chính xác. Đức Chúa Trời chính xác là những gì chúng ta muốn và cần. Thế mà nhiều người chúng ta không biết điều đó. Ngài yêu thương chúng ta vô điều kiện và luôn ở đó khi chúng ta cần Ngài. Vấn đề là chúng ta không thực sự nhận ra Ngài quan tâm chúng ta như thế nào. Đức Chúa Trời đã sai con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian để chết thay cho chúng ta vì Ngài yêu chúng ta rất nhiều. Nếu chúng ta đã dâng tấm lòng mình cho Ngài và xin Ngài tha thứ tội lỗi mình, thì chúng ta có thể yên nghỉ trong tình yêu thương không bao giờ vơi cạn của Ngài. Chúng ta cần khích lệ bản thân mình trong điều đó. Chúng ta cần thêm gì nữa? Ai sẽ kiện những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn khi mà Đức Chúa Trời là đấng xưng công chính như người ấy? Ai sẽ là người kết án họ khi mà đấng Christ Jesus là đấng đã chết và cũng đã sống lại? Đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta. Roma chương 8 câu 33, 34. Đức Chúa Trời là đấng xứng đáng để chúng ta tôn vinh và yêu mến. Chúng ta phải lớn lên trong tình yêu và ân điển Ngài, đồng thời cũng phải vươn đến với những người khác để họ cũng có thể biết được điều đó. Thật vui mừng và phước hạnh biết bao khi được trở nên một thành viên tích cực trong nhà Chúa. Đức Giê-hô-va phán thế này: Ta đã nhậm lời con trong thì thuận tiện. Ta đã phù hộ con trong ngày cứu rỗi. Ta sẽ gìn giữ con, đặt con làm giao ước của dân để xây dựng lại xứ sở và chia đất bị bỏ hoang làm cơ nghiệp. Ê-sai chương 49 câu 8. Thật là một đấng cứu rỗi tuyệt vời. Chúng ta có ơn và sự cứu rỗi của Ngài. Ngài mong muốn sử dụng chúng ta để đem sự cứu rỗi đến cho những người khác. Chúng ta là bàn tay của Ngài. Chúng ta là đôi chân của Ngài. Chúng ta chia sẻ lời Ngài để giúp cho nhiều cuộc đời được thay đổi. Trong vài tháng qua, tôi cùng với một số thành viên trong hội thánh đi vào một khu vực khó khăn trong cộng đồng để phát thức ăn và quần áo. Và mùa hè vừa rồi, chúng tôi cũng đã tổ chức được một lớp học kinh thánh ngoài trời. Vậy nên, tôi biết cảm giác vui mừng khi được góp phần trong sự hầu việc Chúa, giúp đỡ người khác và nhìn thấy sự hành động của Đức Chúa Trời. Tôi thực sự cảm nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho những người này tuôn tràn trong cuộc sống tôi. Vì vậy, tôi có thể tuôn đổ tình yêu ấy cho chính họ. Tôi thích nhìn thấy niềm vui mừng trên khuôn mặt của những đứa trẻ khi tôi đến cộng đồng của chúng. Thật tuyệt vời khi thấy được tấm lòng cảm kích từ những bậc cha mẹ, dù khó khăn nhưng luôn cố gắng hết sức có thể. Tấm lòng của Đức Chúa Trời muốn chúng ta đi đến với những người khó khăn quanh mình và cố gắng giúp đỡ họ. Nếu tôi không đi, thì ai sẽ đi? Nếu bạn không đi, làm sao họ biết được tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời dành cho họ? Hôm nay, hãy dành một chút thời gian để cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho chúng ta một cách đặc biệt. Chúng ta hãy cầu xin Ngài đổ đầy cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần để góp phần nhiều hơn vào những gì làm đẹp lòng Ngài. Chúng ta hãy khám phá Đức Chúa Trời chân thật và hằng sống, cũng như học để biết tất cả những gì chúng ta có thể biết về Ngài. Đó là một cuộc phiêu lưu rất thú vị và rất đáng để chúng ta tham gia. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa về tình yêu tuyệt vời của Ngài dành cho con. Xin giúp con mỗi ngày nhận biết Ngài và tấm lòng của Ngài càng hơn, để hết lòng làm công việc Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, bạn có sẵn lòng tham gia vào cuộc phiêu lưu khám phá Chúa và ý muốn Ngài trên cuộc đời bạn không? Hãy dành thời gian ở riêng với Chúa nhiều hơn và cũng hãy quan tâm đến những người xung quanh bạn nhiều hơn, vì đó là nơi mà Chúa đặt để bạn để chia sẻ tấm lòng yêu thương của Ngài đối với họ.
chán trường. Chúa nhân từ đầy quyền năng vô đối, Ngài nâng bước nắm chẳng tôi trong đôi tay, nâng quyền vực tôi thoát khỏi chốn hư vọng, vững tin rằng Ngài luôn luôn ở cùng chúng ta là đoàn dân giao ước. Bàn tay Chúa sẽ dẫn đưa ta qua bao con đường trong mỗi bước trần thế thăng trầm. Không chỉ che khuất ánh sáng rằng ở nơi thương thiên, không ai ngăn lối cứu Chúa ngự vào trong lòng ta. Ta mau giàu bao khắp chốn tình yêu Chúa ban cho bằng quyền năng trong danh Giêsu Christ, truyền bá phúc âm ra mọi nơi. Người ơi, chúng ta dân thuộc thiên quốc, làm chứng mãi mãi về cứu Chúa yêu thương. Quay vui mừng cảm tạ Chúa khi nhận được rất nhiều những tin nhắn và phản hồi từ con cái Chúa khắp nơi gửi về cho chương trình tỉnh nguyện hàng ngày. Cảm tạ Chúa, mỗi sáng từ thứ hai đến thứ bảy, nhóm tỉnh nguyện chúng tôi đã thay phiên nhau hướng dẫn học Kinh Thánh qua những bài học từ Quan Quay. Chúng tôi đã chia sẻ cho nhau nghe về những gì học được từ Chúa qua chương trình này. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn chương trình tỉnh nguyện hàng ngày của Quan Quay đã giúp tôi nhận ra những điều Chúa dạy dỗ thật quý báu trong cuộc đời này. Nếu quý vị được khích lệ qua chương trình, vui lòng bấm theo dõi kênh, chia sẻ chương trình này cho bạn bè, người thân để mọi người có cơ hội được tiếp cận với lời Chúa mỗi ngày. Hoặc nếu quý vị có thắc mắc, góp ý nào, xin hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại bình luận trên website, YouTube, Facebook hoặc gửi email về địa chỉ chia sẻ@quanquay.vn.
Quý vị cũng có thể dự phần dâng hiến cho chương trình này thông qua các phương cách trên hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0896 164 199. Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.